chúng ta đang là những phần thi đấu hấp dẫn nhất, căng thẳng nhất, hay nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Và thưa tất cả quý vị, bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ đến với trận thi đấu được chờ đợi nhất. Sau đêm nay, một người sẽ đem chiếc đai vô địch về nhà. Đấy là thành công của Trần Tuấn Anh. Rauen Pao tới từ võ sĩ người Belarus, được tạo kỹ thuật và đã